cái thằng ông nội này làm thêm thì 1 tiếng 2 tiếng thôi, làm gì 3-4 tiếng chưa xong nữa, làm thêm mà còn hơn là làm chính nữa. Anh đi không? Ủa gì vậy? Em hỏi đi không? Dạ cũng muốn lắm mà hết tiền rồi chị ơi. Trời khác ơi, đi. Hết tiền gì, đi đi em cho thêm. Bo cho. Ủa dạo này làm ăn ế ẩm lắm hay sao mà phải thối tiền lại vậy chị? Thối tiền gì? Thì chị làm gái. Trời đất ơi, cha được vô duyên thiệt chứ. Làm gái gì? Tướng tá tôi về làm gái hả? Thì cái tướng chị làm gái cũng được mà. Làm gái cái gì mà làm gái? Tôi đi tìm người yêu của tôi, anh chạy xe ôm, cho nên là tôi tới tôi kêu anh chở tôi đi, tôi cho thêm. Ủa tướng chị sang vậy, đẹp vậy, thì đi gặp người yêu mình đi taxi hay gì đi cho nó sang trọng chị, đi sớm chị. Đi taxi, người yêu tôi tưởng tôi giàu có tiền, đâu cho tiền tôi đâu. Tôi đi xe ôm để người ta thương người ta cho tiền, hiểu không? Để người ta thương hả chị? Vậy chị đi xe lăn đi, người ta thương nhiều hơn. Trời ơi, anh chạy xe ôm mà nói chuyện vô duyên quá. Ủa chị, ai nói chị cho em chạy xe ôm vậy? Trời ơi, cái tướng này không chạy xe ôm chứ chạy gì. Trời ơi, chị khi người quá vậy chị. Em ăn mặc vậy thôi chứ em cũng là con chủ tịch chứ giỡn à. Đời ai cũng có ước mơ hết trơn, ước mơ làm con chủ tịch đúng không? Con chủ tịch chứ ước mơ gì. Rồi con chủ tịch. Rồi trước khi mà trở về làm con của chủ tịch thì bây giờ anh chở tôi đi một cuốc xe đi, đi tỉnh nha. Đó, mình đi Long An đó, xong rồi tôi cho thêm tiền con chủ tịch luôn. Sau đó mình về mình làm chủ tịch ha. Rồi đi. Đã nói con chủ tịch mà ai mà đi chạy sớm. Hôm nay đổi luôn. Con chủ tịch luôn. Nay tôi ra tôi đợi người yêu người ta thôi chứ ai chạy sớm chị. Chị thông cảm nha. Chị kiếm xe khác đi đi. Em đợi người yêu em rồi. Người yêu em ra để em đi nha. Thông cảm. Chào em. Đi đi, anh đang theo dõi em á. Khùng. Nắng quá bị hâm hả cha? Đâu có nắng đâu, mới mưa. Chờ anh đi, chờ anh đi. Người yêu không là con trai hết rồi. Bữa nay tao rảnh mà. Mày đi tới đâu tao đi tới đó. Dám ăn cắp hàng của công ty hả mày? Ủa sao Duyên ở đây ta? Giờ theo người nào đây? Nhờ coi quán mì đi đâu trời. Chắn là mình không nhìn lầm đâu. Là Duyên chứ Mai. Mặc dù có mập hơn, xấu hơn, nhưng mà mình vẫn nhận ra. Duyên! Em đừng có đi mà. Em đừng có bỏ anh. Anh sẽ gắng cố gắng anh làm, anh lo cho em mà. Đừng có đi mà Duyên. Bao lâu rồi? Anh quen tôi bao nhiêu lâu rồi? Anh đã từng có công việc vững chắc để cho tôi nương tựa hay chưa? Hay là anh cứ đi theo ba anh làm tài xế? Tôi nói rồi, anh xin ba anh mở cho anh một cái tiệm bánh mì đi. Vậy mà anh có chịu nghe tôi đâu? Thì bây giờ anh sẽ không làm tài xế nữa, anh sẽ nói tía mở tiệm bánh mì cho anh, anh sẽ làm ông chủ, em sẽ làm bà chủ, như vậy được chưa? Ha, đừng có bỏ anh đi mà. Tôi đang lo là lo cho anh kìa, chứ đâu phải là lo cho tôi đâu mà anh dùng từ được chưa với tôi. Anh nói như vậy á, chẳng khác nào nói là tôi tham tiền, tôi bỏ anh gì đó. Thì em không có ham tiền, em thương anh là tại vì anh nghèo em cũng thương mà, nhưng mà có tiền mới lo được cho em đừng có đi mà Duyên. Đúng, tôi thương anh á. Vì anh hiền lành, anh nghèo. Nhưng mà anh nghèo hoài à, sao mà tôi chờ cho được. Thôi, đưa đây. Thôi mà Duyên. Anh đưa đây. Duyên. Buông ra. Anh có buông ra không? Anh cho tôi về quê đi. Khi nào mà mình suy nghĩ xong hết rồi á, thì nếu có quay lại thì mình tính tiếp. Mà tôi nghĩ chắc cũng còn lâu à. Với cái tính này của anh á thì
Duyên. Duyên. Anh Minh. Dạ. Hả? Anh béo hả? Nếu gì đâu, cha sinh mẹ đẻ mặt nó vậy chứ nếu gì. Không béo thôi. Nhưng mà nãy nghe anh nhắc. Duyên gì vậy? Duyên nào? Đâu có, anh thấy bữa nay em bán bánh mì sao mà duyên dáng dễ thương quá. Anh nói em duyên dáng dễ thương á. Sao miếu vậy? Máu đâu, tại vì anh khen duyên dáng dễ thương mắc cỡ. Cảm ơn. Ê, anh thấy cái nét mắc cỡ em á. Anh nhớ lại rồi. Hồi sáng á, anh phát hiện cái thằng mà liên quan tới vụ mà ba Chi bị đổ lỗi cho anh cấp hàng á. Ủa, em tưởng cái vụ đó ngưng rồi mà. Thì anh cũng tưởng ngưng rồi. Mà anh Quân nó kêu anh theo dõi. Theo dõi? Rồi rốt cuộc anh theo dõi được gì không? Em nghĩ sao vậy? Với cái kinh nghiệm bề dày mà xem phim trinh thám của anh vận dụng ra ngoài đời liền. Chuyên nghiệp lắm đúng không? Đúng rồi, anh theo dõi. Anh qua mấy con đường, qua mấy cái ngã tư luôn. Xong cái tới ngã tư đó anh phát hiện Duyên nó từ tôn quán cà phê bước ra. Nữa kìa, Duyên nữa kìa. Duyên nào? Anh quên. Anh thấy một cô gái duyên dáng bước từ trong quán cà phê ra. Xong anh mất dấu tên đó luôn. Vậy đó, câu chuyện nó vậy á. Bộ giờ này anh đổi tính hả? Anh hết mê bánh mì rồi anh mê gái hả? Thì lâu lâu cũng ngán bánh mì chứ cũng mê gái xíu. Anh cũng đàn ông mà gì đâu. Vậy rốt cuộc là từ sáng giờ đi theo dõi quá trời luôn mà không được gì hết. Thì đâu có được gì đâu mới về nè. Bởi vậy mai mốt mà anh đi theo dõi anh phải dẫn em theo. Anh nhìn không kịp em nhìn phụ anh. Dẫn em theo hả? Đúng rồi. Dẫn em theo dõi người ta. Ừ. Rồi xong người ta theo dõi em rồi sao? Làm sao? Thì người ta thấy em duyên dáng dễ thương quá người ta sẽ theo dõi em. Em cũng sợ vậy chứ. Ủa mà sáng giờ em bán được ổ nào không vậy? Ngay mà thế nào cũng đứng ông A ông mẹo rồi bán đủ được gì đâu. Thì giờ anh bán hộ em đi. Đợi anh xíu đi, vô anh thay đồ cái này, mệt quá. Dạ. Mình biết mình duyên dáng mà.